Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của hội tụ gió trong trường gió đông trên cao, khu vực Nam Bộ trời nhiều mây và có mưa ở một số khu vực. Tuy nhiên, mưa không nhiều và diễn ra trong thời gian ngắn, nên không đủ xua tan nắng nóng và tình trạng hạn hán đã diễn ra trong nhiều ngày qua. Trong khi đó, các tỉnh Bắc Bộ trở vào cho tới Trung Bộ, do ảnh hưởng của khối không khí nóng phía Tây phát triển và mở rộng sang nên trời ít mây, nắng nóng diễn ra gay gắt ở các khu vực gần biên giới phía Tây như là Mường La, Sơn La 38 độ, Tương Dương, Nghệ An 39 độ. Ngày và đêm nay, những nhiễu động trong trường gió đông trên cao sẽ suy yếu, nên thời tiết Nam Bộ sẽ giảm mây và có nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Trong khi đó, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ thời tiết chưa có biến đổi nhiều, ban ngày trời ít mây và nóng bức. Trong đó, các khu vực sát biên giới phía Tây nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt do ảnh hưởng trực tiếp bởi dòng gió Tây khô nóng. Tuy nhiên, đến khoảng gần sáng và ngày mai, tức là ngày 27 tháng 3, thì bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên từ chiều tối và đêm nay, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 27 tháng 3 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Trong khi tại khu vực phía Tây của Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí khô nóng phía Tây, nên nền nhiệt luôn duy trì mức cao và nắng nóng xuất hiện cục bộ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 35 cho tới 37 độ, thì tại các tỉnh thành phía Đông của khu vực lại có tiết trời dễ chịu hơn hẳn do trường gió Đông Nam ẩm vẫn liên tục thổi vào đất liền. Tại thủ đô Hà Nội cũng không ngoại lệ, do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam ẩm nên trong ngày hôm nay trời khá nhiều mây, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là từ 31 đến 32 độ, đêm nay thấp nhất từ 24 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%. Là một thành phố ven biển nên tại Hải Phòng, trường gió Đông Nam với nhiều hơi ẩm vẫn sẽ khống chế toàn khu vực. Do đó, ngày và đêm nay, thời tiết trên khu vực này cũng duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ ban ngày không tăng nhiều, nên thời tiết diễn ra mát mẻ với biên độ nhiệt ngày đêm chỉ dao động từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập từ trước, thì hiện nay trên lục địa Trung Quốc đang có một khối không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo vào khoảng sáng sớm ngày mai sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ. Do nhiệt độ Bắc Bộ những ngày qua khá cao nên khi không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa rào và dông, đặc biệt có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là gió giật mạnh, lốc xoáy. Vì vậy, quý vị nên chú ý đề phòng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Do nằm ở khá xa trung tâm vùng thấp nóng nên dòng gió Tây khô nóng không xuất hiện ở thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, thời tiết của khu vực ngày hôm nay sẽ không quá oi bức. Đồng thời, vào chiều tối thì khu vực vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông. Biên độ nhiệt ngày đêm tại Đà Nẵng dao động từ 24 đến 30 độ, với độ ẩm trong không khí là 60 đến 70%. Do đã là thời điểm cuối mùa nên cường độ không khí lạnh không mạnh, vì vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết của khu vực Đà Nẵng. Do đó, thời tiết cũng như chế độ nhiệt ẩm trên khu vực trong những ngày tới sẽ ít có sự thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông xuất hiện. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay tại thành phố trời sẽ giảm mây, có nắng nóng xuất hiện vào trưa và chiều. Đến chiều tối thì trời sẽ nhiều mây hơn và có thể xuất hiện mưa rào và dông mang tính chất cục bộ ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là từ 35 đến 36 độ, đêm nay thấp nhất từ 24 đến 25 độ, độ ẩm khu vực ở mức khá thấp, từ 45 cho tới 55%. Cùng nằm trong vùng ảnh hưởng của khối không khí nóng phía Tây nên thời tiết thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay cũng diễn ra nóng bức. Tuy nhiên thì nắng nóng bất gay gắt hơn khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Chiều và đêm nay khu vực không mưa, nhiệt độ ngày và đêm phổ biến từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trong không khí từ 50 đến 60%. Trong những ngày tới, nhiệt độ khu vực Nam Bộ vẫn duy trì mức cao, tình trạng ít mưa tiếp tục diễn ra. Do đó, mặc dù thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tuy nhiên thì trời hanh khô kéo dài lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đặc biệt ở các khu vực dân cư đông đúc, các chợ, kho xưởng và các cánh rừng. Vì vậy, quý vị cũng cần chủ động các biện pháp để phòng hỏa hoạn và cháy rừng trong những ngày sắp tới. Ngoài ra, thì tình trạng hạn và xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt ở các vùng cửa biển và nội đồng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, bà con nông dân cũng cần chủ động các phương án chống hạn và mặn cho đồng ruộng của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!